Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Kháng chiến Bắt đầu khen thưởng 10 khung năm đời máy bay chiến đấu, tần phong xuyên qua đến thời kỳ kháng chiến, bắt đầu gặp phải chiến dịch thương vân lĩnh. Lúc này, hệ thống thức tỉnh. Trợ giúp Lý Vân Long đánh bại liên đội phản điền, khen thưởng 10 chiếc máy bay chiến đấu đời thứ năm. Tần phong dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ, đạt được khen thưởng. Đối mặt vương tạc bắt đầu, tần phong nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Ba tháng sau. Trăm vạn đại quân, binh lâm Thái Nguyên Thành. Lý Vân Long. Ngươi mẹ nó nói cái gì, chúng ta có 10 cái hàng không sư. Kajua Shinoyuka. Tôi sẽ rời khỏi Hạ Quốc ngay bây giờ, xin mọi người hãy buông tha cho tôi. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 bắt đầu liền thưởng năm đời cơ, quỳ cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Bắt đầu liền thưởng năm đời cơ. Quỳ xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng. Sau đại chiến thương vân lĩnh khói thuốc súng tràn ngập. Thi thể người Nhật có thể nhìn thấy khắp nơi. Một chiến binh đang dọn dẹp chiến trường. Đồng thời cũng đang thu thập kiểm kê chiến lợi phẩm của chiến dịch lần này. Mà bên ngoài bộ chỉ huy phản điền đoàn trưởng đoàn mới lý vân long vẻ mặt bội phục nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện cảm tạ tần phong huynh đệ to lớn tương trợ lão lý ta về sau nhất định mời ngươi uống rượu mà tần phong đối diện đương nhiên là từ chối nói lý đoàn trưởng khách khí rồi lý vân long lắc đầu hắn hiển nhiên không cho là như vậy tần huynh đệ lúc này nếu không là nhờ có các ngươi tiếp viện kịp thời Lý Vân Long tôi và cả đoàn mới sắp bị giặc đánh không còn. Mặc kệ nói thế nào, ân tình này của ngươi, lão tử nhớ kỹ. Tần Phong gật đầu. Sau đó đem ánh mắt hướng về phía phế tích cũ nát cách đó không xa. Chỉ vài phút trước thôi, nơi này còn là bộ chỉ huy liên đội phản điền giặc. Nhưng hiện giờ đã bị Tần Phong cho một pháo oanh thành phế tích. Toàn bộ sĩ quan chỉ huy giặc bên trong đều bị một pháo mang đi đám giặc mất đi quan chỉ huy, tự nhiên cũng thành năm bè bảy mảng. Chính vì thế, Tân Nhất Đoàn mới có thể cùng Tần Phong liên thủ đem phản điện liên đội đánh bại từng cái, cuối cùng lại đến toàn bộ đánh tan. Sau cả trận chiến, công lao của Tần Phong có thể nói là công lao chí vĩ. Bất quá lúc này, Tần Phong lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Sau khi Tần Phong xuyên qua, trở thành một gã liên trưởng của Trung đoàn 39 quân Tấn Tuy chẳng qua trong lần càng quét thứ hai, trung đoàn 39-10 không còn một, chỉ còn lại có mười mấy chiến sĩ. Trong quá trình Tần Phong mang theo những chiến sĩ này rút lui, đi qua Thương Vân Lĩnh, trùng hợp gặp được đoàn mới của Lý Vân Long, đang tiến hành giao chiến với liên đội phản điện của giặc. Cũng chính là cuộc chiến Thương Vân Lĩnh kinh điển. Mà đúng lúc này, hệ thống xuất hiện. Hệ thống tại chỗ cùng Tần Phong trói định, sau đó cho hắn tuyên bố một hạng nhiệm vụ trợ giúp lý vân long tiêu diệt liên đội phản điền mà khen thưởng mười chiếc máy bay chiến đấu j hai mươi sau khi biết được phần thưởng này tần phong không chút do dự trực tiếp thu nạp mười mấy binh sĩ còn lại tấn công vào trụ sở của sakata dưới tình huống tần phong hiểu rõ nguyên kịch hắn nhanh chóng tìm được bộ chỉ huy phản điền hơn nữa sai người đem pháo cối nhắm ngay chỗ kia sau đó thủ hạ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một phát đạn pháo tinh chuẩn bắn trúng bộ chỉ huy phản điền. Sau đó dưới sự nỗ lực không ngừng của Tần Phong xuất lĩnh các chiến sĩ. Cùng Tân nhất đoàn trước sau giáp công, cuối cùng thành công liên thủ đem phản điện liên đội toàn bộ tiêu diệt. Lúc này trong lòng Tần Phong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Trong lòng hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng mình kế tiếp muốn sử dụng phần thưởng như thế nào. Đó là máy bay chiến đấu gì? 20. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Làm hậu thế xuyên Việt mà đến Tần Phong, hắn phi thường rõ ràng loại này máy bay chiến đấu có bao nhiêu khủng bố. Cho dù là đặt ở 80 năm sau, nó cũng là trên bầu trời chúa tể. Mà nếu đặt nó vào thời kỳ kháng chiến, quả thực không dám tưởng tượng. Lấy máy bay chiến đấu số không mà giặc tự hào làm ví dụ. Hôm nay giặc mới nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu không thức, ở toàn thế giới đã là bá chủ tiếng tâm lừng lẫy. Ở chiến trường Thái Bình Dương, máy bay chiến đấu số không của giặc quét ngang toàn trường, khó tìm đối thủ. Nói một câu không khoa trương chút nào. Chỉ cần cùng máy bay chiến đấu số không cất cánh, hiện nay châu Á. Thái Bình Dương tuyệt đối không có bất kỳ máy bay chiến đấu nào có thể địch nổi. Nhưng máy bay chiến đấu như vậy, nếu đặt ở hậu thế để phán xét. Đó là ngay cả máy bay chiến đấu đời thứ nhất cũng không tính mà hiện tại hệ thống ban thưởng di 20 máy bay chiến đấu, lại là bị phân chia cho năm đời máy bay chiến đấu. Có thể nói, cho dù là hơn trăm chiếc máy bay chiến đấu số không tạo thành quần thể máy bay chiến đấu, khí thế hung hăng đánh úp lại. Không có mối đe dọa nào đối với di 20 Phải biết, tính năng của máy bay chiến đấu di 20 đã nghiền nát toàn diện thời đại này. Coi như là vứt bỏ tính năng không nói chỉ riêng uy lực của máy bay chiến đấu Di-29 là điều mà thời đại này không thể tưởng tượng được. Di-20 có thể lắp ráp tên lửa không đối không tầm trung pháp luật 10, tính năng đạt đẳng cấp thế giới, có thể triển khai năng lực tấn công rời trục lớn, phá hủy thành trì ở ngoài vạn dặm. Quy lực đáng sợ bực này, cho dù đặt ở hậu thế, cũng làm cho các quốc gia trung lẫy bảy đều phủ phục. Nhất là trong thời kỳ kháng chiến. Cho dù đó là máy bay hay xe tăng. Cho dù là đối mặt với giặc trên biển chiến hạm, di 20 thậm chí đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Nếu là Tần Phong có được cái này 10 chiếc di 20 máy bay chiến đấu, đừng nói chiếm được tấn Tây Bắc, hắn thậm chí có thể từng phút xuất binh Thái Nguyên, có thể nói toàn bộ tấn Tây Bắc, thậm chí toàn thế giới thế cục đều đem bị Tần Phong một lần nữa sửa đổi. Kéo suy nghĩ của bàn trở lại thực tế, Tần Phong kiên nhẫn trong lòng vui sướng chuẩn bị chờ đợi phần thưởng phát ra nhưng đợi hồi lâu sau bên tai lại không truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống có chuyện gì vậy tần phong không khỏi nhíu mày hắn hiện giờ đã tiêu diệt toàn bộ liên đội phản điền theo lý mà nói hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tuyên bố nhưng tại sao bây giờ phần thưởng vẫn chưa được phát chẳng lẽ nói còn bỏ sót chỗ nào nghĩ như vậy Tần Phong liền đi về phía đống đổ nát của bộ chỉ huy phản điền. Mà Lý Vân Long ở một bên thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Hoặc là ngươi liền hô một tiếng đại ca A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 hoặc là ngươi liền hô một tiếng đại ca đi. Quỳ xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng. Tần Phong cùng Lý Vân Long một trước một sau tiến vào bộ chỉ huy. Toàn bộ bộ chỉ huy đã là một mảnh hỗn độn. Tá quan nằm khắp nơi tùy ý có thể thấy được. Một màn này đem Lý Vân Long con ngươi đều nhìn thẳng. Ta ngoan ngoãn. Con mẹ nó là bao nhiêu quan quân giặc a? À? Chật chật chật. Nhìn trung tá thiếu tá này xem, một pháo đều bị tiêu diệt. tiểu tử ngươi có thể a? À? ngữ khí của lý vân long tràn ngập cực kỳ hâm mộ. mà tần phong lại xem nhẹ những thứ này, trực tiếp kéo một đống dẻ rách từ dưới thân của quỷ tử ra. đây là cái quái gì vậy? tiểu quỷ tử này sao còn nắm chặt như vậy? lý vân long tò mò hỏi. đây là cờ liên đội, là quân kỳ của liên đội phản điền giặc. chỉ cần liên đội kỳ không bị thu được biên chế liên đội này sẽ không tan tiếp theo còn có thể không ngừng có tân binh giặc tiến vào liên đội này miễn là chúng tôi thu giữ lá cờ này thì tên gọi của liên đội này sẽ bị thu hồi và không còn tồn tại nữa lời giải thích của tần phong khiến lý vân long rộng mở trong sáng cái gì nói như vậy liên đội kỳ này cũng là bảo bối a à. nghe đến đó lý vân long không khỏi vẻ mặt thèm nhỏ giải nhìn vẻ mặt lý vân long tần phong không khỏi cười cười hắn lần này có thể thu được một lá cờ liên đội vận khí thật sự là rất tốt phải biết rằng trong liên đội của giặc có một đội hộ kỳ chuyên môn nếu là ở trên chiến trường liên đội giặc sắp bị bao vây tiêu diệt đội hộ kỳ sẽ cử hành nghi thức đốt cờ kiên quyết không cho liên đội kỳ bị thu được bởi vì cái này đại biểu là vinh dự trí cao vô thường của bọn họ cho dù sau này giặc nhật toàn diện đầu hàng cũng không có lá cờ cánh hoàn chỉnh nào bị thu giữ trên toàn thế giới tần phong trong tay thu được liên đội kỳ tuyệt đối là phần đầu sau khi cất giữ lá cờ liên đội tần phong liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm bộ chỉ huy phản điền trải qua một phen dò xét tinh tế tần phong không khỏi khẽ nhíu mày bởi vì hắn phát hiện trong những thi thể giặc này căn bản tìm không thấy liên đội trưởng phản điền tính triết chẳng lẽ phản điền tính triết chạy mất đang lúc tần phong tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào mới tốt báo cáo một gã chiến sĩ từ bên ngoài vội vàng chạy vào hắn tên là ngũ hành lý là một trung đội trưởng dưới trướng tần phong báo cáo đại đội trưởng sắc mặt ngũ lý tràn đầy vui sướng kiểm kê chiến lợi phẩm xong hả tần phong xoay người nhìn lại nói nghe một chút vâng đại đội trưởng chúng ta lần này toàn tiêu diệt phản điện liên đội, tổng cộng thu được hai khẩu súng máy hạng nhẹ lệch lạc, giặc đại cái hơn 200 khẩu, súng lục 50 khẩu, lựu đạn hương qua mấy chục viên, đạn mấy ngàn phát. Nghe ngũ bách lý trong miệng báo cáo số lượng chiến lợi phẩm cụ thể. Tần Phong khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Kỳ thật đối với Tần Phong mà nói, tìm được phản điện tính triết mới là chuyện mấu chốt nhất. Đây là một vấn đề liên quan đến Di 20 những vật tư này so với phản điền không đáng nhắc tới năm trăm dặm ngươi hiện tại mang máy huynh đệ đi điều tra xem phản điền liên đội trưởng chạy đi đâu vâng nhận được mệnh lệnh ngũ hành lý vội vàng đi xuống dò xét nhưng lão lý ở một bên sau khi nghe được chiến lợi phẩm ánh mắt đều nhìn thẳng trong ánh mắt tràn đầy khát vọng còn kém không đem nước miếng chảy xuống tần huynh đệ những vật tư này có thể hay không phân cho chúng ta lão lý một chút lý vân long xoa xoa tay vẻ mặt chờ mong nói tần phong vừa nhìn đã biết tính tình tỳ tì hưu của lão lý lại tái phát bất quá tần phong cũng có thể hiểu được sau khi giặc càn quét hơn nửa trận chiến ở thương vân lĩnh đoàn mới cũng tổn thất thảm trọng lý vân long có thể lộ ra vẻ mặt này cũng là bình thường chi nhánh nhiệm vụ lý vân long phi thường muốn nhóm này vật tư phân cho hắn một điểm ban thưởng 12 môn M1 pháo cối. 12 khẩu súng cối M1. Nghe được hệ thống nói, tần phong nhất thời sửng sốt. Hắn không nghe lầm chứ. Pháo cối M1, đây chính là pháo cối cỡ lớn của Mỹ. Tầm bắn 3.000m, đường kính 81mm, tốc độ bắn đạt 35 phát mỗi phút, quy lực cực lớn, là vua của các loại vũ khí cá nhân mà quân đội Mỹ sử dụng để đối phó với pháo đài chiến tranh của Đức mà trước mắt, hệ thống lại lập tức thưởng cho 12 môn. 12 khẩu pháo cối M1, quy lực quả thực không dám tưởng tượng. Hiện tại, chính mình chỉ là đem nhóm vật tư này phân lý vân long một chút, liền có thể có như thế phong phú ban thưởng. Bất quá sau khi nghe được nhiệm vụ, Tần Phong cũng không có lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà là hỏi. Hệ thống, đưa liên đội cờ có tính hay không? Ký chủ chỉ cần là chiến lợi phẩm đều tính, liên đội kỳ tự nhiên cũng bao gồm bên trong. Nghe đến đó, Tần Phong lập tức yên tâm. Liên đội kỳ tuy rằng ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói căn bản không có tác dụng gì. Dùng một mặt liên đội kỳ, đổi 12 khẩu pháo cối M1, quả thực là chuyện không thể lời hơn. Phục hồi tinh thần lại, Tần Phong nhìn Lý Vân Long vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, liền hướng Lý Vân Long mở miệng. Lão Lý à, có phải ông muốn những thứ này không? Thấy Tần Phong chủ động mở miệng hỏi mình. Lý Vân Long trong lòng vui vẻ, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên nói. Lý đoàn trưởng, tôi đem lá cờ liên đội này tặng cho anh, nhưng có một điều kiện. Cái gì? Đưa ta liên đội kỳ. Tiểu tử ngươi thật có ý tứ. Lý Vân Long vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn còn tưởng rằng Tần Phong muốn đưa đồ vật khác, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Tần Phong lại muốn đưa cờ liên đội. Đây chính là tượng trưng cho bảo bối do liên đội giặc biên chế. Đối với Lý Vân Long mà nói, lá cờ liên đội này quả thực còn quý giá hơn 200 cái nắp quỷ kia. Chờ một chút. Còn có điều kiện. Lý Vân Long rất nhanh liền phản ứng lại, nhướng mày nhưng khi hắn nhìn thấy mặt phá kỳ trong tay tần phong, trong lòng lại không khỏi hạ quyết tâm. Nói đi. Điều kiện gì? Chỉ cần là lão lý ta có thể làm được, lão tử tuyệt không từ chối. Lời này vừa nói ra. Ngay cả các chiến sĩ dọn dẹp chiến trường trong phòng cũng không khỏi vẫn tai lên. Nhìn Lý Vân Long vẻ mặt khen ngợi, Tần Phong không khỏi vui vẻ. Được. Ngươi đã nói như vậy, liền gọi ta một tiếng đại ca đi nhất thời. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Sắc mặt Lý Vân Long trong nháy mắt đen lại. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. Ta đem ngươi trở thành chiến hữu, ngươi thế mà thu ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3. Ta đem ngươi làm chiến hữu, ngươi cư nhiên thu ta làm tiểu đệ. Quỳ xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng. Nhìn khuôn mặt tần phong trẻ hơn mình rất nhiều. Lý Vân Long thiếu chút nữa thốt ra một câu, con mẹ nó. Lão tử coi ngươi là chiến hữu, ngươi lại đặc biệt muốn làm đại ca của lão Lý ta. Nhưng nhìn về phía lá cờ liên đội trong tay Tần Phong. Trong lòng Lý Vân Long lại vạn phần luyến tiếc. Hiện tại lão Lý đã biết tác dụng của liên đội kỳ, cái này tương đương với lấy được mã tấu của quan chỉ huy chí cao giặc thứ này trong mắt tần phong có thể không có tác dụng gì quá lớn nhưng đối với lý vân long mà nói đó chính là khát vọng vô cùng chỉ cần gọi một câu đại ca chính mình liền có thể lấy được lá cờ kia mở miệng có thể có lợi mình còn có thể đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy đây lý vân long trực tiếp hạ quyết tâm há mồm ra đại ca nhất thời Toàn bộ chiến sĩ phế tích của bộ chỉ huy đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí còn có một cái không cầm chắc đồ vật, ngã trên mặt đất phát ra tiếng loảng xoảng. Đây vẫn là đoàn trưởng của bọn họ sao? Vì một lá cờ rách, cư nhiên gọi Tần Phong đại ca. Đoàn trưởng? Đoàn trưởng? Đám người trương đại bưu đều trợn tròn mắt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Vân Long không chút xấu hổ phất tay xua đi. Đi 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 lão tử cùng tần huynh để nói chuyện, các ngươi đi theo xem náo nhiệt cái gì. Mọi người vội vàng cúi đầu làm bộ như không nghe thấy gì. Mà tần phong nghe được một tiếng đại ca này. Cả người cũng không tự chủ được ngẩn người. Hắn thật không ngờ một câu đại ca này của Lý Vân Long lại dứt khoát như thế. Nguyên bản hắn cũng đã nghĩ, chỉ là muốn nói đùa một chút mà thôi. Nào biết lão Lý này thành thật như vậy, lại trực tiếp cho là thật tiếng đại ca này không hề mơ hồ. Tần Phong chính là hơi sững sờ như vậy. Lý Vân Long đã có chút khẩn cấp. Tần huynh đệ, lão Lý của ta kêu cũng kêu, kêu cũng kêu. Liên đội kỳ này. Thấy lão Lý bằng phẳng như thế, trong lòng không có chút khúc mắt. Tần Phong trong nháy mắt hoàng hồn gật đầu đáp ứng. Nếu Vân Long huynh thành khẩn như thế, tần mổ ta cũng không phải người nuốt lời. Liên đội kỳ này giao cho ngươi là được ha 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 ha. Vậy lão Lý ta đa tạ tần huynh đệ rồi. Lý Vân Long vui vẻ nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt Lý Vân Long, tần phong mỉm cười. Tần phong tự mình tính toán. Chính mình bên này kỳ thật là xem như chiếm đại tiện nghi. Dù sao trận chiến đấu này sở dĩ có thể đạt được thắng lợi. Là bởi vì Lý Vân Long dẫn dắt trung đoàn mới giao phong chính diện với liên đội phản điền của giặc. Hai bên đánh nhau hừng hực khí thế, phần lớn lực chú ý của giặc đều bị một đoàn mới liên lụy chính vì thế tần phong mới có thể thừa dịp giặc nhất thời không quan sát từ bên sườn đi qua một pháo tiêu diệt bộ chỉ huy phản điền huống chi dựa theo sự phát triển của kịch bản gốc lão lý kháng mệnh trên chiến trường trong chiến dịch thương vân lĩnh sau khi trở về sẽ phải đối mặt với kết quả triệt chức trực tiếp được phân đến sưởng theo đợi sau khi đoàn độc lập phía sau bị tập kích ở thôn dương Lý Vân Long mới có thể được điều tra làm đoàn trưởng đoàn độc lập. Thế đấy. Cho dù lão Lý hiện tại đem liên đội kỳ vui mừng hớn hở lấy về. Cuối cùng sắp sửa gặp phải cũng là kết cục triệt chức. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Phong không khỏi cảm khái. Cuộc sống kế tiếp của lão Lý chỉ sợ không quá dễ chịu a. À. Trái lại chính mình bên này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh ta có thể nhận được 12 khẩu súng cối M1 tần phong có thể nói là kiếm lời hết đợt này đến đợt khác chỗ tốt lấy được nương tay dưới sự so sánh tần phong có thể nói là lợi nhuận tê dại nghĩ đến đây trong lòng tần phong không khỏi âm thầm hạ quyết tâm lão lý huynh đệ này hắn nhận định sau khi ra lệnh các chiến sĩ trung đoàn mới cũng bắt đầu thu thập chiến trường chuẩn bị trở về lý vân long nhìn lá cờ liên đội trong tay miệng cười đến không khép lại được mang theo lá cờ liên đội này trở về lần này lão lý hắn sẽ có mặt mũi nghĩ tới đây lý vân long đối với tần phong tràng có hảo cảm tần huynh cái mạng này của lão lý là ngươi cứu hiện giờ tần huynh còn tặng cho lão lý ta lá cờ liên đội quý giá như vậy đại ân không nói cám ơn lão lý chúng ta để lời ở chỗ này sau này tần huynh nếu là có cần ta lão lý hỗ trợ ta lý vân long tuyệt đối sẽ không có hai lời tần huynh sau này còn gặp lại cáo từ cáo từ tần phong khoanh tay đáp lại nói xong lý vân long liền vui sướng dẫn bộ đội rời đi nhìn đội ngũ dần dần đi xa này tần phong cũng dần dần phục hồi tinh thần lại đại đội trưởng đại đội trưởng đúng lúc này lúc trước bị phái đi thăm dò tung tích phản điền thở hồng hộc chạy vào tần phong ánh mắt sáng lên vội vàng quay người lại nói tìm được phản điền tính triết chưa đại đội trưởng không có phát hiện phản điền tính triết tung tích ngũ hành lý vẻ mặt mất mát nói biết được không có bắt được phản điền tính triết tin tức tần phong trong lòng nhất thời cảm thấy có chút thất vọng phản điền tính triết làm liên đội trưởng liên đội phản điền đại tá quan quân cứ như vậy thả chạy tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng không có việc gì hắn chạy được mùng ba chạy không được mười lăm sớm muộn gì lão tử cũng bắt được hắn. Tần Phong nói, lập tức vỗ vỗ bả vai, ánh mắt thâm thúy. Cũng không biết bây giờ còn có thể lấy được 10 chiếc di 20 kia hay không. Nhưng đúng lúc này. Đinh. Phát thưởng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04 tự thành lập thế lực, thần cấp ban thưởng quy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Tự lập đỉnh núi, thần cấp ban thưởng. Quy xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng. Đinh Tần Phong nghe được này hệ thống nhắc nhở âm sau, vội vàng xem xét lên hệ thống của mình. 12 khẩu súng cối M1 đã được cấp như phần thưởng nhiệm vụ đã nêu. Lúc này đang lưu trữ trong không gian hệ thống của Tần Phong. Tần Phong có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong một không gian trống trải, đặt 12 khẩu súng cối chỉnh tề. Chỉ là cái kia ngâm đen vô cùng họng pháo, khiến cho Tần Phong có một loại lấy ra thử xem xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn bị hắn nhìn xuống. Dù sao trọng điểm vẫn còn ở phía sau. Nhưng khi Tần Phong nhìn về phía hệ thống không gian lúc, lại không có nhìn thấy máy bay chiến đấu bóng dáng. Điều này có nghĩa là mười máy bay chiến đấu G20 đó vẫn chưa được cấp. Điều này làm cho Tần Phong thiếu chút nữa cho rằng hệ thống có phải cố ý cắt xén máy đời thứ năm của mình hay không. Dù sao mình cũng thành công hiệp trợ Lý Vân Long phá hủy phản điện liên đội A. Bất quá sau khi tỉnh táo lại, Tần Phong ngẫm nghĩ. Vừa rồi ở phản điện bộ chỉ huy bên trong, hắn xác thực không có tìm được phản điện liên đội trưởng. Lúc này đem hai cái này một liên hệ lại. Lý do không có được máy bay chiến đấu Di-20 xuất hiện rõ ràng chính là bởi vì phản điền tính triết chạy mất a điều này làm cho tần phong không khỏi khẽ lắc đầu này di hai mươi máy bay chiến đấu quả nhiên không có dễ dàng như vậy tới tay có chút đáng tiếc nếu có di hai mươi trong tay như vậy sau này toàn bộ thế cục tấn tây bắc sẽ trực tiếp bị chính mình nhất cử sửa bay tuần tra siêu thanh phạm vi tấn công vượt tầm nhìn năng lực cơ động siêu cường không có radar nào có thể trinh sát được tính năng tàn hình đồng thời còn có thể thực hiện năng lực tác chiến trên không nghiền ép thời đại trước mắt chỉ cần một chiếc máy bay chiến đấu không có bất kỳ đối thủ nào trên không trung cũng đủ để phá vỡ bố trí phong tỏa của giặc thỉnh thoảng ném bom ngẫu nhiên là đủ cho giặc uống một bình rồi nếu là mười chiếc tần phong trực tiếp dám đi đánh thái nguyên hãy nghĩ về cảnh tượng đó radar đơn giản là không thể phát hiện máy bay chiến đấu J-20 với công nghệ tàng hình. Điều này cũng có nghĩa là máy bay chiến đấu J-20 vừa cất cánh, sẽ khống chế toàn bộ bầu trời. Ném bom vô tận, đe dọa hiệu quả không đối đất. Hơn nữa Nhật Bản một khi có bất kỳ hành động quân sự quy mô lớn nào. Sẽ không có chỗ che giấu trước mặt J-20. Chỉ nghĩ như vậy, trong lòng Tần Phong không khỏi dâng lên một tia lửa nóng. Nhất định phải bắt được phản điện tính triết. Lúc này trong mắt Tần Phong, phản điền tính triết đã không còn là một đội trưởng liên quân giặc nữa. Mà là 10 chiếc máy bay chiến đấu J-20 Kinh Thế Hải Tục. Hắn nhất định phải tìm được may mắn đào tẩu Sakata Nobutito, lấy được 10 chiếc J-20. May mắn thay. 12 khẩu súng cối M-1 thuận lợi tới tay. Tiếp theo là lúc tìm tiểu quỷ tử đi thử xúc cảm. Đại đội trưởng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? là quay về tấn tuy quân hay là? Ngay tại thời điểm Tần Phong âm thầm suy tư, ngũ hành lý đi lên phía trước dò hỏi. Các chiến sĩ trung đoàn 359 cũng nhao nhao nhìn qua. Ngoại trừ năm dặm, hơn 10 chiến sĩ này phần lớn đều không phải thuộc đại đội Tần Phong. Nhưng sau một trận chiến, mọi người đối với năng lực chỉ huy và chỉ huy của Tần Phong đều tương đối phục. Không chỉ mang bọn họ tiêu diệt tiểu quỷ tử, hơn nữa còn tiêu diệt bộ chỉ huy phản điền. Càng là thành công xuất lĩnh bọn họ đột phá phong tỏa, thu được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Trận chiến này xuống. Đã để cho bọn họ đều ẩn ẩn lấy Tần phong làm trung tâm, tụ tập cùng một chỗ. Các huynh đệ, nghe ta nói. Tần phong lấy lại tinh thần, liền nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Mọi người đều biết, trung đoàn 39 chúng ta đã bị đánh tan, đoàn trưởng cũng bất hạnh hy sinh trong chiến đấu các chiến sĩ xung quanh đều gật đầu. nguyên bản bọn họ đều bị đánh tan, cuối cùng vẫn là Tần Phong đứng ra dẫn dắt mọi người nghênh chiến. nếu không phải Tần Phong, nói không chừng bây giờ bọn họ còn bị giặc đuổi theo. sao có thể giống như bây giờ, thoải mái khiêng ba cái nắp lớn, bên hồng mang địa lôi dưa hấu của giặc chứ? ta mặc dù là đại đội trưởng, nhưng đại bộ phận các ngươi cũng không phải chiến sĩ dưới trướng ta. nếu như chúng ta trở về, rất có thể chính là muốn bị quấy rầy điều phối phân phối đến khác biên chế bên trong đi đến lúc đó chúng ta tam ngũ cửu đoàn cũng sẽ không tồn tại sau khi tần phong chỉ ra điểm này tất cả mọi người là vẻ mặt mất mát tuy rằng trước đây bọn họ rất có thể không quen biết lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bọn họ đã gia hỏa cùng nhau nâng đỡ trải qua thất bại cũng trải qua thắng lợi lúc này nhận thức đối với nhau đã là phi thường cao có thể nói, mỗi người bọn họ đều là giao tình qua mạng. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam lòng tách ra. Nhất thời cả đội ngũ đều tràn ngập tiếng than thở. Vương nhị ngưu đặt mông ngồi dưới đất, kéo mũ trên đỉnh đầu xuống. Tôi không muốn chia tay với đại đội trưởng. Mọi người nhao nhao không nói. Nếu được lựa chọn, ai lại muốn tách khỏi anh em mình chứ? Tần Phong nhìn một màn này, không khỏi cảm thấy một tia cảm động những chiến sĩ này đều là một mảnh chân tâm a à. và phía bên kia trung đội trưởng ngũ bách lý của tần phong dường như nhìn ra thứ gì đó là bộ hà cũ của đại đội trưởng ngũ bách lý cũng là một người thông minh lập tức hắn liền trực tiếp hỏi đại đội trưởng ý của anh là chúng tôi không trở về tần phong nghe ngũ bách lý hỏi như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng quả nhiên có người hiểu ta xung quanh sau khi ngủ bách lý nói xong. Toàn trường mọi người lâm vào trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên mặt Tần Phong. Tôi sẵn sàng phát triển một mình. Thấy Tần Phong gật đầu, mọi người lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Thoát ly đại bộ đội, một mình phát triển cũng không phải là một chuyện có thể tùy tiện làm được a. À. PS Tiểu đệ quy cầu một đóa hoa tươi một cái khen thưởng một trương vé tháng, nếu có tiểu đệ lập tức 10 càng. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Mục tiêu, trại tù binh, quỳ cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 5. Mục tiêu, trại tù binh. Quỳ súng cầu xin hoa tươi khen thưởng. Một mình phát triển. Hù xin lẫn nhau, với nhau nhìn vẻ mặt của các chiến binh. Mọi người đối với ý nghĩ này của Tần Phong thập phần kinh ngạc. Dù sao bọn họ vốn nghĩ tới, vẫn là trở lại nguyên thuộc trung đoàn 35. Chính, phát triển một mình, mặc dù nghe có vẻ hứa hẹn. Nhưng lại phải cân nhắc đến tình cảnh hiện tại cùng với tình huống thực tế sau này của bọn họ. Hiện tại bọn họ chỉ có một chút người như vậy. Ở tấn Tây Bắc rộng lớn này, chẳng lẽ bằng vào tán binh du dũng bọn họ là có thể đánh giặc đây quả thực là chuyện không thể nào a à. nhưng ngược lại tần phong đối với việc này cũng đã tính trước không hề có bộ dáng mê man đối với tương lai chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh ngữ khí bình tĩnh nói vừa rồi ở thương vân lĩnh tất cả mọi người đều thấy được bản lĩnh của tần phong ta tần phong ta nếu nói một mình phát triển tự nhiên có đạo lý một mình ta phát triển đều là huynh đệ trong nhà tất cả mọi người cứ tin ta tần phong ta tuyệt không phải người khen ngợi sau khi nói xong tần phong cũng là cái thứ nhất nhìn về phía thủ hạ của mình trung đội trưởng ngũ bách lý hắn tin tưởng ngũ bách lý đi theo mình đã lâu tuyệt đối sẽ đứng ở bên cạnh hắn nhưng điều khiến tần phong không ngờ tới chính là trước hết hưởng ứng hắn không phải ngũ bách lý mà là bên cạnh vẻ mặt hàm hậu vương nhị ngưu đại đội trưởng mẹ ta từ lúc ta tòng quân đã nói cho ta biết đánh trận nhất định phải đi theo người có bản lĩnh. Vương Nhị Ngưu ta tuy rằng không có nhiều văn hóa, nhưng ta biết đại đội trưởng là người có bản lĩnh. Cái khác không nói, chỉ là vừa rồi đại đội trưởng dẫn chúng tôi đi giết tiểu quỷ. Ta sẽ đi theo ngươi. Nói xong, Vương Nhị Ngưu từ trên mặt đất đứng lên khiên thương đứng ở phía sau Tần phong. Theo Vương Nhị Ngưu một phen này giản dị vô cùng phát biểu. Những chiến sĩ khác cũng động dung. Đại đội trưởng tôi với anh cùng nhau đánh giặc. Đại đội trưởng. Sau này anh chính là đại đội trưởng của tôi. Sau này chúng ta cùng tiến cùng lùi. Thay vì bị phân đến bộ đội khác, chi bằng huynh để chúng ta cùng nhau đánh giặc. Tính tôi một cái, đại đội trưởng. Mọi người nhau nhau mở miệng quyết định đi theo Tần Phong. Khuôn mặt mỗi người đều kiên định như vậy. Tần Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, kế tiếp huynh để chúng ta cùng tiến cùng lùi. Hôm nay nhận được thái độ của tất cả chiến sĩ, Tần Phong trong lòng càng thêm tự tin. Có súng có pháo, còn có một đám chiến sĩ kiên định đứng ở phía sau mình. Tần Phong hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng kéo ra một đội ngũ quy mô khá lớn. Húng hồ có được hệ thống, đây chính là hắn dám lựa chọn một mình phát triển kiên cường chỗ ở. Khi quyết định lớn cùng nhau làm việc một mình, vấn đề kế tiếp phải đối mặt cũng theo đó mà đến. Đại đội trưởng ngũ bách lý thích hợp mở miệng anh em chúng ta nếu lựa chọn một mình phát triển vậy chúng ta nhất định phải tìm được một nơi đóng quân tần phong cũng gật đầu hiện tại hắn đúng là cần một nơi đóng quân không tồi cho bộ đội phát triển bằng không cũng không có khả năng hắn lôi kéo một đám người như vậy đánh du kích chứ nếu không có pháo thì thôi hiện tại đã có pháo tần phong nhất định phải cân nhắc vấn đề phát triển sau này lấy bản đồ rất nhanh một tấm coi như tương đối tỉ mỉ bản đồ liền mở ra ở tầng phong trước mặt. Tuy rằng tấm bản đồ này không phải rất tinh tế, nhưng với tình huống hiện tại mà nói cũng có thể chấp nhận tạm thời. Vừa nhớ lại nội dung vở kịch, vừa tham khảo bản đồ. Tần phong suy tư nhiều lần, rốt cục lựa chọn nơi đóng quân kế tiếp để bộ đội phát triển. Ở đây, ngón tay tần phong chỉ lên bản đồ, vạn gia lĩnh. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc vạn phần ngay cả ngũ bách lý cũng nhìn không được mở miệng nói. Đại đội trưởng, vạn gia lĩnh này cũng không thể tùy tiện đi được a. À. Đây là địa bàn của giặc, nếu chúng ta đi qua bọn họ chắc chắn sẽ không để mặt chúng ta phát triển. Tôi còn nghe nói nơi đó còn có một trại tù binh, giặc nhất định sẽ phái trọng binh phòng thủ. Đối với cách nói của ngũ hành lý, Tần Phong khẽ gật đầu. Không sai, chính là trại tù binh kia. Nơi đóng quân kế tiếp của chúng ta, sẽ đặt ở trại tù binh vạn gia lĩnh này. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Dựa theo cách nói của Tần Phong, đây là muốn đi tấn công vạn gia lĩnh. Hơn 10 người bọn họ, đi tấn công nơi đó không phải chịu chết sao? Trên thực tế, Tần Phong làm như vậy cũng có nguyên nhân của mình. Một mặt là bởi vì khối địa phương kia dễ thủ khó công, phi thường thích hợp trở thành nơi đóng quân phát triển chỉ cần một bộ phận nhỏ binh lực là có thể ngăn trở sự tiến công của địch nhân gấp mấy lần. Chỉ cần tiểu quỷ tử không xuất động hỏa lực quy mô lớn, nơi này quả thực chính là một lô cốt tự nhiên. Mà mặt khác, vạn gia lĩnh là nơi đóng quân của giặc gần thương vân lĩnh nhất. Tần Phong đem chính mình thay vào trên người phản điện tính triết may mắn chạy trốn. Nếu là mình thành công đào thoát, kế tiếp sẽ chạy về đâu? Sau khi vào thay, hắn lớn mật suy đoán, phản điền tính triết rất có khả năng sẽ nghỉ ngơi và hồi phục ở vạn gia lĩnh. Nếu là để cho hắn bắt được phản điền tính triết lời nói, như vậy 10 chiếc di 20 máy bay chiến đấu chẳng phải là trực tiếp tới tay. Nghĩ tới đây, thái độ của Tần Phong đã vô cùng kiên quyết. Cuối cùng mọi người thấy thái độ Tần Phong kiên định như thế, liền không khuyên can nữa. Trải qua chiến dịch thương vân lĩnh, uy tín của Tần Phong trong lòng mọi người đã có quy mô nhất định. Tần Phong nói đi, liền nhất định có lý do hắn đi tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng tần phong có lẽ có biện pháp độc đáo gì đó vạn gia lĩnh nơi này bốn phía giáp núi thật sự là một mảnh hiểm địa tần phong đã mang binh đi tới gần trại tù binh lúc này đang dùng kính viễn vọng quan sát đại đội trưởng vừa nhìn là căn cứ lô cốt của bọn quỷ chắc binh lực bên trong không ít ngũ bách lý nhìn không được mở miệng nói tần phong híp híp mắt Hiển nhiên đã dùng kính viễn vọng quan sát được một ít tình báo. Tôi đoán nơi này có một trung đội giặc đóng quân. Một trung đội. Các chiến sĩ bên cạnh không khỏi kinh hô. Phải biết rằng, một trung đội ít nhất cũng có ba bốn trăm người. Chút người của mình xông lên, phóng chừng còn chưa đủ để bọn giặc nhét kẻ răng. Ân, ừ, chỉ sợ bên trong còn có đặc chiến quỷ tử, đến lúc đó tuyệt đối là không thể khinh thường à tần phong trong lời nói nghe không ra một tia thoái ý đặt chiến quỷ đại đội trưởng đặt chiến quỷ là cái gì sao tôi chưa từng nghe nói qua ngũ bách lý theo bản năng mở miệng hỏi tần phong cũng không giấu giếm đem tin tức mình biết nói cho mọi người đặt chiến quỷ chính là một cái có thể đánh mười cái bình thường quỷ khi tần phong vừa nói ra mọi người trực tiếp bị chấn kinh cái gì tiếp theo chúng ta phải đánh với loại quỷ đặc chiến này đại đội trưởng chúng ta đây không phải chịu chết sao chúng ta chết cũng không thể chết nghẹn khuất như vậy đại đội trưởng họ không sợ chết nhưng sợ chết không có giá trị vạn gia lĩnh như vậy lấy binh lực hiện tại của bọn họ mà nói căn bản là đánh một trận không có khả năng thắng lợi a à? đinh chi nhánh nhiệm vụ bắt vạn gia lĩnh trại tù binh khen thưởng tinh anh đặc chiến đội. Nhưng vào lúc này, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn đến đây, ánh mắt Tần Phong trong nháy mắt sáng lên. Chiến đội đặc biệt tinh anh. Nếu như có chiến đội đặc biệt gia nhập, như vậy thực lực của hắn sẽ lại tăng vọt. Không cần sợ hãi. Tiểu quỷ tử tuy rằng lợi hại. Nhưng chỉ cần chúng ta nhổ mấy tháp canh bên ngoài trại tù binh. Trực tiếp để cho bọn họ không có điểm cao, đến lúc đó chúng ta công vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không có tháp canh, toàn bộ trại tù binh chính là một con mù mắt gấu đen, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta công phá. Tần Phong nhìn chầm chầm trại tù binh phía trước, trong lòng đã hiện lên một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được liếm liếm môi. Đối với Tần Phong mà nói, mục tiêu của hắn không chỉ là chiếm được trại tù binh mà là phản điện tính triết rất có khả năng ẩn thân ở trong trại tù binh. Có thể lấy được 10 chiếc J-20 hay không, phải xem trận chiến kế tiếp này. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Tập kích trại tù binh, dọa nước tiểu tiểu quỷ tử. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 6 đột kích trại tù binh, dọa tiểu quỷ. Quỳ xuống cầu hoa tươi khen thưởng. Tần Phong nói những lời này, không khỏi làm cho những chiến sĩ này đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chỉ cần đánh rớt mấy tòa tháp canh, toàn bộ trại tù binh mặc cho bọn họ công phá. Nghe có vẻ khả thi. Nhưng vấn đề lại tới nữa. Nhìn cái kia cao hơn 10 mét trạm gác, nếu là đám người mình cứ như vậy đi qua. Nói không chừng còn không đợi bọn họ tiếp cận, bọn họ đã sớm bị giặc phía trên phát hiện hơn nửa mấy tòa tháp canh này còn được sắp xếp theo hình vòm căn bản không có cách nào lặng lẽ bưng hết toàn bộ chỉ cần để cho một tòa tháp canh có phản ứng như vậy bọn họ cái này mười mấy người sẽ bại lộ ở địch nhân trong phạm vi tấn công sau khi tổng hợp lại ngũ bách lý lo lắng hỏi đại đội trưởng chúng ta nên phá hủy những tòa tháp kia như vậy sao trong tay chúng ta cũng chỉ có lựu đạn hương qua hơn nữa còn chỉ có một khẩu pháo cối. Nếu chúng ta để lộ tiếng súng, giặc bắn thẳng vào chúng ta thì phiền phức lắm. Tần phong tự nhiên là có biện pháp. Một giây sau, 12 khẩu đại bác đen thui xuất hiện trên mặt đất. Lòng pháo đen nhánh tỏa sáng, trực tiếp khiến mọi người nhìn đến ngay người. Vạn gia lĩnh, trại tù binh. Mấy tên giặc trang bị đầy đủ, đang hung ác tiến công tù binh quần áo tả tơi trước mặt trang bị của những tên giặc này khác với những tên giặc bình thường. Bọn họ đến từ đội đặc công Yamamoto, là thủ hạ của Yamamoto Kazuki, mỗi người thoạt nhìn đều thân thủ không tầm thường. Đấu pháp hết lần này tới lần khác còn vô cùng âm hiểm. Rõ ràng có thể đường đường chính chính đánh bại đối phương, hết lần này tới lần khác muốn chọn ba đường tiến công. Mà tù binh bên này, sau khi trở thành tù nhân vốn là ăn không ngon ngủ không ngon bị giặc được huấn luyện nghiêm chỉnh tấn công chỉ hai ba cái đã bị đánh ngã xuống đất không thể nhúc nhích bát giác thật sự là không có một chút tác dụng sau khi giặc giành được thắng lợi không hề coi tù binh nằm trên mặt đất là người bọn họ một cước không chút khách khí đem tù binh đá văng. đằng điền thiếu tá đứng một bên quan sát không khỏi nhíu mày nhưng nguyên nhân nhíu mày căn bản không phải sinh lòng thương hại mà là cho rằng huấn luyện như vậy không có một chút hiệu quả. Những tù binh này hoàn toàn không có một chút thái độ đối địch. Hoàn toàn chính là bị đánh một trận, kế tiếp sẽ bị ném trở lại trong ngục giam. Loại huấn luyện này, căn bản không thể tạo ra hiệu quả. Nghĩ như vậy, đằng điền thiếu tá liền hướng hoành nguyên trung tá bên cạnh đề nghị. Trung tá các hạ, ta cho rằng huấn luyện như vậy căn bản không thể hiện ra sự cường đại của quân nhân đế quốc chúng ta những người Trung Quốc này sẽ không thực sự chiến đấu với quân đội của chúng tôi. Ta đề nghị, kế tiếp phải cho những này chi người nọ một chút hy vọng, sau đó cùng chúng ta đế quốc quân nhân đến một hồi chân chân chính tự chiến. Trung tá Hoành Nguyên vừa nghe đề nghị này, ánh mắt không khỏi hiếp lại. Cứ làm theo lời anh đi, tôi hy vọng chiến sĩ đội đặc công của chúng ta có thể nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó đại tá Yamamoto nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Ha y đằng điền thiếu tá được cho phép liên tục cúi đầu vì thế rất nhanh hắn liền hạ lệnh đem tất cả tù binh kéo ra bát giác chi na nhân thành thật một chút cho ta nhanh lên mệnh lệnh của thiếu tá các hạ theo vài tên giặc xô đẩy một đám tù binh quần áo tả tơi chen chúc thành một đống đứng ở trên sân huấn luyện chi na nhân kế tiếp ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống nghe được tiếng nói của tên sĩ quan giặc trước mặt các tù binh đều xôn xao dù sao những ngày này trở thành tù binh không bị người khác nhìn thật sự quá gian nan nếu là trước mặt có một cái mạng sống cơ hội bọn họ đều sẽ không chút do dự đi tranh thủ nhưng xuất phát từ cảnh giác với giặc bọn họ đều không nói một lời nhìn đặng điền thiếu tá để xem tên sĩ quan nhật bản này sẽ nói gì tiếp theo trong đám người một cái đầu đinh đại hán ánh mắt liên tiếp chớp động ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì kế tiếp, các ngươi sắp sửa khiêu chiến chúng ta vĩ đại đế quốc quân nhân, các ngươi nếu là ai có thể thắng, liền có thể sống sót. Hiện tại, các ngươi ai sẽ vinh hạnh cái thứ nhất khiêu chiến chúng ta đế quốc quân nhân? Lời nói của Đăng Điền làm cho những chiến sĩ chịu khổ đã lâu này cảm giác được một tia hy vọng. Họ đã ở đây quá lâu và đã có đủ những ngày khó khăn này. Cho dù là tiểu quỷ tử khẳng định không có tâm tư tốt, nhưng hôm nay có một cơ hội bày ra trước mắt bọn họ vô luận như thế nào cũng phải đi tranh thủ một chút a à. nghĩ như vậy trong đám người đã có không ít người định đứng ra nhưng lúc này đại hán đầu đinh lại là người đầu tiên đứng ra nếu một màn này để tần phong nhìn thấy tuyệt đối sẽ nhận ra người đàn ông này là ai hắn tự nhiên chính là ngụy hòa thượng trong rút kiếm thấy có người đứng ra trước đằng điền không khỏi hiếp mắt hắn tiện tay phất phất chuẩn bị để một thủ hạ của mình đứng lên nhưng không ngờ ngụy đại dũng chỉ mặc gọi họ chỉ vào đằng điền ngươi là huấn luyện viên ở đây ta muốn đánh với ngươi thái độ của ngụy đại dũng lúc này khiến đằng điền không khỏi cảm nhận được một tia khinh thị bát giác ngươi tên chi kia lại dám cùng vọng khiêu chiến ta sắc mặt đằng điền lạnh như băng tiếp theo ta sẽ cho ngươi hiểu rõ tôn nghiêm của quân nhân đế quốc tuyệt đối không thể nhục khi fujita nói vậy mọi người cũng đã có thể từ trong miệng hắn cảm nhận được sát ý lạnh như băng kia điều này có nghĩa đằng điền là muốn động chân cách bất quá đây chính là ý của ngụy đại dũng đến đây nói xong ngụy đại dũng trực tiếp không chút lưu tay vọt lên bát giác đằng điền tức giận mắng một tiếng sau đó trực tiếp đánh tới chỗ yếu hại trí mạng của ngụy đại dũng xem ra hắn thật sự bị thái độ của ngụy đại dũng chọc giận đang lúc hai người tiếp xúc trong nháy mắt ngụy đại dũng nắm tay trực tiếp đánh tới tim đằng điền đằng điền căn bản chưa kịp phản ứng ngực nhất thời đau nhất động tác trong tay cả người cũng chậm rãi ngưng trệ ngụy đại dũng đem chính mình nhiều ngày tới nay đối với giặc lửa giận toàn bộ phát tiết ở trên một cước này một cái roi cước vô cùng sắc bén lại ở trong không khí phát ra tiếng xé gió hung hăng đánh vào trán đằng điền chỉ là một tiếng trầm đục đằng điền cả người đều trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất. Cả người nằm bất động trên mặt đất. Nhìn qua là trực tiếp không có tiếng động. Một cước đánh chết đằng điền. Nhưng không kịp hoang hô, hoành nguyên trung tái nhìn thấy tràn diện này, lửa giận nhất thời sông lên ót. Bát giác. Xử lý tên kia cho ta. Ai cũng không nghĩ tới, đằng điền lại bị một người chi na giết chết. Giết sạch bọn họ cho ta. Nhất thời, xung quanh giặc binh nhau nhau đem đạn lên đạn, không chút do dự nhắm vào những tù binh kia. Bùng. Bang bang. Âm âm âm. Đúng lúc này, một trận tiếng pháo dày đặc đột nhiên vang lên. Sau đó xuất hiện còn có tiếng súng dày đặc. Gặp phải tình huống bất ngờ, Hoành Nguyên cũng bất chấp cái gì khác, vội vàng ông đầu tìm một công sự che chắn. Tình huống gì? Đi dò xét một chút cho ta. Rất nhanh, một tên giặc thất thố chạy tới trung tá các hạ bên ngoài có người kia tấn công vào nani bát giác sao lại có người kia tấn công vào hoành nguyên giận dữ trại tù binh nơi này của bọn họ có một trung đội binh lực hơn nữa toàn diện đề phòng người nọ làm sao dám họ có bao nhiêu hỏa lực trung tá các hạ đối phương ít nhất có mười hai khẩu pháo cối đang phát động tấn công nạp ni 12 khẩu pháo cối. Sắc mặt Hoành Nguyên kịch biến. Bát Giác: Làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy? Nếu là dựa theo chi bộ đội quy mô, 12 khẩu pháo cối chẳng lẽ là tới một lữ đoàn? TS: Có người nhìn sao, tiểu đệ quy cầu một đợt số liệu ủng hộ. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 Hỏa lực bao trùm, nỗ lực tiểu quỷ tử trận địa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Hỏa lực bao trùm, nổ tung tiểu quỷ tử trận địa Quỳ xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng Âm 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 12 khẩu súng cối M1 đã được bắn một phát gào thét mà ra đạn pháo tinh chuẩn không sai oanh về phía tháp canh. Nhất thời ầm ầm một tiếng vang thật lớn đạn pháo nổ trực tiếp trên tháp canh. Những mảnh gỗ và đá vụn từ tháp canh rơi tung tóe. Dưới một loạt đạn này, tháp canh tuyến đầu của giặc đúng là trực tiếp bị đánh sập một tòa. Nhưng chưa xong đâu. Pháo binh trải qua một vòng bổ sung, hỏa lực lại vang lên trên vị trí pháo binh. Từng phát đạn pháo bị thế không thể đỡ bắn ra ngoài. Tần phong dẫn đầu mười mấy người này, đúng là cứng trắng đánh ra một lữ đoàn khí thế. Cái này con mẹ nó. Đại đội trưởng, chúng ta lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Nhìn một màn bất ngờ này, lúc này Ngũ Bách Lý đang bưng một cây súng trường sững sờ. Nghe một vòng hỏa lực thanh thế không giảm này nổ vang, hắn cảm giác cả người mình đều bị chấn động. Đừng để ý nhiều như vậy, xử lý tên quỷ phía trước. Vâng. Ngũ Bách Lý nhận được mệnh lệnh lập tức tuân theo, cũng không rối rắm nữa. Đồng thời nhanh chóng bổ sung đạn tiêu diệt chính xác giặc trên tháp canh pháo binh nhắm bắn cho ta sau khi cửa lớn mở ra cùng lão tử xông vào vết sạch giặc vâng đại đội trưởng lúc này trên tháp canh giặc giặc bất ngờ không kịp đề phòng bị hỏa lực mãnh liệt đã kích vội vàng muốn tìm công sự che chắn đánh trả bọn họ vốn ở trên tháp canh chỉ cần một khẩu súng máy hạng nặng là có thể áp chế được địch nhân xâm phạm không ngẩng đầu lên được nhưng thật không ngờ, địch quân lại có được năng lực hỏa lực tấn công mãnh liệt như vậy. Từng phát đạn pháo liên miên không dứt quanh ra. Không đợi bọn họ điều khiển súng máy hạng nặng tiến hành đánh trả, một phát đạn pháo trực tiếp đánh sập cả tháp canh. Mấy tên giặc cấp trên cũng theo đó tán thân dưới đống đổ nát của tháp canh. Dù có mấy tên giặc ngã xuống, cũng bị đám người ngủ bách lý trực tiếp bổ sung. Dưới 12 khẩu pháo cối đường kính lớn, chỉ là mấy tòa tháp canh căn bản không thành vấn đề. Mà không có tháp canh uy hiếp, toàn bộ trại tù đối với đám người Tần Phong mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào. Một khi kế tiếp bị đánh mở cửa lớn, toàn bộ trại tù binh dễ như trở bàn tay. Nhắm. Oanh cho ta. Theo mệnh lệnh của Tần Phong, 12 khẩu pháo cối M1 đều nhắm ngay cửa lớn trại tù binh. Âm âm âm. Sau một vòng đồng loạt bắn đại môn vốn nhìn qua không thể phá vỡ trực tiếp bị đại pháo đánh nát bấy hiện giờ tần phong chỉ cần dẫn các chiến sĩ xung phong về phía trước là có thể thuận lợi tấn công trại tù binh cùng lúc đó trong trại tù binh trung trung tá các hạ chi bộ đội bên ngoài đã đánh mở đại môn của chúng ta một tên giặc vội vàng chạy đến trước mặt hoành nguyên báo cáo sắc mặt hoành nguyên đã âm tình bất định bát giác bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người trung trung tá các hạ bên ngoài hình như chỉ có mười mấy người đang tấn công nani hơn mười người cũng dám tấn công chúng ta trong khoảnh khắc hoành nguyên trung tá giận tím mặt hơn mười tên china cũng dám đến tấn công vạn gia lĩnh muốn chết sao bát giác truyền mệnh lệnh của ta cửa lớn trại tù tuyệt đối không thể thất thủ phải tiêu diệt toàn bộ đám người kia cho ta. Ha y. Lính Nhật nhận được mệnh lệnh xoay người muốn đi xuống truyền lệnh. Nhưng một phát đạn pháo từ trên trời giáng xuống cũng không thiên vị rơi vào trên đầu hắn. Trực tiếp đem tên giặc này nổ thành nát bấy. Âm âm âm. Phanh. Bang bang. Tiếng pháo liên tục vang lên. Không có tháp canh và cổng ngăn cản trại tù binh, sẽ phải đối mặt với lễ rửa tội bằng đạn pháo không ngừng nghỉ hoành nguyên lập tức cũng bất chấp những thứ khác lại trốn ở phía sau công sự che chắn bát giác mười người làm sao có thể có nhiều pháo cối như vậy điều này quả thực không có khả năng hoành nguyên trung tá ông đầu trốn ở dưới một chỗ công sự vẻ mặt không thể tin nhìn tiếng pháo binh vang lên trong trại tù binh trước mặt tần phong hài lòng gật đầu hắn không có ở đại môn bị oanh phá trước tiên dẫn dắt mọi người xung phong đương nhiên là bởi vì biết bên trong có cả một trung đội giặc. Có được ưu thế hỏa lực tầm xa, Tần Phong đương nhiên là nghênh ngang tránh ngắn. Trực tiếp oanh tạc giặc từ xa. Đợi sau khi oanh không còn nhiều lắm, Tần Phong mới bắt đầu hạ lệnh. Các huynh đệ. Dết cho ta. Tần Phong nâng súng lên, trực tiếp là người đầu tiên dẫn đầu xung phong. Dết. Ngũ Bách Lý trống giận một tiếng, sau đó đuổi theo những người khác cũng nhao nhao ôm súng, vọt vào trại tù binh. Trong lúc đó, trong trại tù binh, chuyện gì xảy ra, tường thành của giặc bị nổ tung rồi. Các huynh đệ, quân bạn tới cứu chúng ta. Xông lên. Giết chết đám chó má này. Bùng. Âm âm. Tạch tạch tạch. Lấy ngụy đại dũng cầm đầu, đám tù binh nhao nhao phấn khởi phản kháng. Cửa lớn bị đánh mở bộ đội do tần phong dẫn đầu cũng thế như chẻ tre xông vào tù binh ngụy đại dũng dẫn đầu cũng thành công xử lý giặc xung quanh trại tù binh lúc trước còn không gì phá nổi lúc này đã vỡ nát trải qua một phen kịch chiến cơ hồ tất cả giặc đã bị tiêu diệt mà lúc ngủ bách lý bổ sung súng lại có một phát hiện lớn trong lúc tìm kiếm chiến trường hắn lại phát hiện trong một công sự phòng ngự đã mất đi năng lực hành động báo cáo đại đội trưởng có một sĩ quan giặc bị chúng ta bắt sống. Mang lên đây. Chẳng mấy chốc, Yokoha Nakajo, người không thể đứng dậy và chạy trốn, đã bị kéo lên bởi hai chiến binh. Tần Phong ngồi sổng xuống, nhìn Hoành Nguyên Trung tá vẻ mặt suy yếu hỏi. Ngươi là trưởng quan ở đây. Bác giác. Tên kia đáng chết. Hoành Nguyên Trung tá hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn. Đối với việc này, Tần Phong cũng không thèm để ý cậu nhìn xung quanh mà không thấy dấu vết của Shin Triết Sakata. Chẳng lẽ tên chó má kia không ở chỗ này? Tần phong đảo trọng mắt, lần nữa nhìn về phía hoành nguyên trung tá trên mặt đất. Lão tử cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ta hỏi ngươi, phản điện tính triết có hay không đã tới nơi này? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương không tám trực tiếp đập chết tùy tùng căng vọt bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương tám trực tiếp chết tùy tùng điên trướng quỳ xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng bát giác tên trung quốc đê tiện vẻ mặt hoành nguyên phẫn nộ trợn mắt nhìn tần phong xem ra hắn căn bản không có ý định nói ra bất kỳ tình báo nào tần phong cũng dần dần mất kiên nhẫn với tên giặc này sau một phen thẩm vấn không có kết quả, Tần Phong trực tiếp phất phất tay. 500 dặm. Kéo tên giặc này ra ngoài bắn chết tôi. Vâng. 500 dặm cùng một vị chiến sĩ trực tiếp kéo Hoành Nguyên ra ngoài. Phanh. Tần Phong không để ý đến khúc nhạc đệm nhỏ này mà tiếp tục tìm kiếm tung tích có thể tồn tại của phản điền trong trại tù binh. Một phen tìm kiếm xuống. Thật đáng tiếc, dù là điện tính hay công văn, Tần Phong căn bản không tìm được dấu vết phản điền từng tới trại tù binh. Ai? Tần Phong khẽ thở dài một hơi, sau đó đi tới sân huấn luyện. Ở chỗ này, Ngụy Đại Dũng và hơn 100 tù binh may mắn còn sống sót đã chen chút chật ních. Từ những vết roi trên người bọn họ mà xem. Tần Phong có thể tưởng tượng được, những tù binh này trong những ngày bị giam cầm, nhất định là chịu nhiều đau khổ. Trưởng quan Trưởng quan Suy nghĩ bị kéo về, Tần Phong nghe tiếng nhìn về phía hán tử đầu đinh trong đám tù binh. Nhưng khi hắn đem ánh mắt dừng ở trên người đại hán kia, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đây không phải là ngụy hòa thượng sao? Lúc trước khi nhìn kiếm, cái chết cuối cùng của nhân vật này khiến Tần Phong thật lâu không thể quên. Một hán tử tốt như vậy, cuối cùng lại bị một đám thổ phỉ đánh lén mà chết. Thật sự là không nên. Hiện tại ngụy hòa thượng được chính mình cứu xuống, như vậy hắn sau này kết cục nhất định phải bị chính mình sửa. Nghĩ như vậy, trong lòng Tần Phong liền dâng lên ý ông tài. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng. Ngụy Đại Dũng cầm đầu cũng là dẫn đầu đứng ra. "Trưởng quan, xin hỏi ngài là trưởng quan của chi bộ đội nào?" Lúc này trong lòng Ngụy Đại Dũng tràn ngập nghi hoặc. Vừa rồi hắn có thể chuẩn xác từ bên ngoài nghe ra. Chi bộ đội này đúng là có hỏa lực không dưới 12 khẩu pháo đánh giặc. Nếu là dùng cái này suy tính mà nói, đây chính là một lữ đoàn binh lực. Bộ đội như vậy, tuyệt đối sẽ không vô danh. Dù là tấn tây bắc to như vậy, cũng tuyệt đối là vang dội. Không đợi Tần Phong mở miệng, Ngũ Hành Lý bên cạnh đã đứng ra. "Chúng tôi là người của trung đoàn 59, đây là đại đội trưởng của chúng tôi." "Đúng, tôi là đại đội trưởng Tần Phong." Tần Phong gật đầu đáp lại. "Các anh em chịu khổ rồi." khi mọi người thấy tần phong gật đầu thừa nhận thân phận của mình bọn họ không khỏi phát ra tiếng thán phục cái gì vị trưởng quan này lại là một vị đại đội trưởng vị trưởng quan này lại mang theo ít người như vậy mà dám đến trại tù binh đánh giặc trên mặt ngụy đại dũng cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn vẻ mặt giật mình của mọi người thần sắc tần phong vẫn bình thản như cũ chính là bởi vì như vậy hình tượng tần phong trong lòng các tù binh càng thêm bí hiểm mà lúc này chính là thời điểm tốt để chiêu mộ những duệ sĩ này tần phong hán giọng trực tiếp mở miệng mọi người yên lặng một chút tiếp theo các ngươi có ai nguyện ý cùng ta đánh giặc không lời này vừa nói ra ngụy đại dũng bên cạnh sắc mặt tràn đầy kiên định hôm nay hắn xem như chân chính kiến thức được tần phong mang binh đánh trận thực lực có thể đi theo trưởng quan như vậy đánh giặc ngụy đại dũng đương nhiên là cầu còn không được trưởng quan ngụy đại dũng ta cái mạng này chính là ngươi cứu được. Nếu không là ngươi phái binh tới cứu. Lũ quỷ này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sau này em nguyện ý theo anh cùng nhau đánh giặc. Ngụy Đại Dũng dẫn đầu. Các tù binh khác cũng hưởng ứng theo. Đúng. Đánh giặc. Tần trưởng quan, tôi cũng muốn theo anh cùng nhau đánh giặc. Tần trưởng quan chỉ cần không chê ta thân phận tù binh, ta tuyệt đối đi theo tần trưởng quan đánh giặc. Bọn họ vốn là binh lính trong các bộ đội. Bây giờ sau khi bị bắt làm tù binh, cũng không có khả năng trở lại bộ đội cũ. Hôm nay có một cơ hội bày ra trước mặt bọn họ. Những tù binh này đương nhiên là không chút do dự. Nhìn chúng tù binh nhiệt tình như thế, Tần Phong tự nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Những chiến sĩ này đều đã nếm qua đau khổ của giặc, cảm xúc trong lòng đối với giặc cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Chỉ cần làm công tác tư tưởng những chiến sĩ này tuyệt đối sẽ bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ còn có ưu thế kinh nghiệm chiến trường hơn tân binh. Chỉ cần một chút huấn luyện là có thể nhanh chóng trưởng thành. Được. Các ngươi đã đi theo ta, Tần Phong ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Sau này chúng ta cùng nhau ăn ngon, uống cây, đánh giặc. Sau khi xử lý đơn giản, hơn 100 tù binh đều tiến hành tổ chức lại biên đội có tài năng hoặc là có kỹ năng đặc thù tần phong cũng không sợ tay sợ chân trực tiếp vung tay lên mặc cho người ta thiện dụng rất nhanh xử lý xong chuyện trong tay tần phong liền đi tới trại tù binh trong phòng tin tức nơi này mặc dù có chút hỗn độn nhưng tổng thể còn nói vẫn tương đối hoàn thiện đinh đạt được khen thưởng chúc mừng chủ ký sinh hoàn chỉnh chi nhánh nhiệm vụ bắt vạn gia lĩnh trại tù binh Chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng tiểu đội đặc chiến tinh anh. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại. Trên sân trường bên ngoài, một đội đặc chiến sĩ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh đã ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó. Trang bị thống nhất, súng tiểu liên M3 thuần một màu, mũ sắt, áo chống đạn, quân phục ngụy trang, mã tấu. Đội hình chỉnh tề, khí chất dân trào, vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ bách chiến. Chiến đội đặc biệt tinh anh này chỉ đứng ở đó đã làm cho người ta có khí thế không thể đỡ. Loại cảm giác này khiến Tần Phong trong lòng căng thẳng cảm giác rốt cục buông lỏng một ít. Có chi bộ đội mũi nhọn này, mình có thể bắt đầu mưu đồ mở rộng thực lực nơi đóng quân mới như thế nào. Khi ý niệm này từ trong lòng Tần Phong hiện lên, bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tuyển định nơi đóng quân. Trong phạm vi khu vực nơi ở của chủ ký sinh, hiệu suất huấn luyện tăng lên gấp 10 lần. Khi nghe được tin tức khen thưởng này, Tần Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Hiệu suất huấn luyện tăng lên gấp 10 lần. Đây chẳng phải là ý nghĩa, chỉ cần đem Tân binh huấn luyện thêm một đoạn thời gian. Mình có thể kéo ra một nhóm lớn bộ đội có sức chiến đấu không tầm thường. Điều này đối với việc mình sắp làm, quả thực là làm ít công to a. À. Đang lúc Tần Phong vui sướng một trận, đại đội trưởng lời nói của ngũ hành lý lộ ra hưng phấn không che giấu được chạy vào cả người thậm chí đều có chút thở không ra hơi báo báo cáo đại đội trưởng kết quả chiến dịch trại tù binh đã được kiểm kê xong nói xong ngũ hành lý thậm chí còn kích động bổ sung một câu đại đội trưởng đại thu hoạch a ngươi đoán xem chúng ta thu được cái gì thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Nhặt cái đại tiện nghi, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9. Nhặt cái đại tiện nghi, toàn quân bị diệt. Quy xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng. Thế nào gọi? Tận phong quát lớn một câu, sau đó nói. Nói xem. Vâng. Ngũ hành lý lập tức đứng nghiêm, sau đó vẻ mặt kích động nói. Đại đội trưởng, vạn gia lĩnh trại tù binh một chiến dịch, chúng ta tổng cộng tiêu diệt 376 tên tiểu quỷ tử. Tổng cộng thu được 12 khẩu súng lệch, 5 khẩu kiểu xét, 7 cửa ống phóng, hơn 1.000 khẩu súng lục, hơn 100 khẩu súng lục, đạn pháo tổng cộng hơn 3 vạn phát, lựu đạn và lựu đạn hương qua của giặc hơn 200 quả. Còn có 7 khẩu súng máy hạng nặng 92 năm trăm dặm mang theo tần phong đi tới trước kho hàng nuốt một ngụm nước miếng thật sâu đem trước mặt toàn bộ vải dầu mới tinh bóc xuống một loạt súng máy hạng nặng 92 mới tinh vô cùng sắp xếp chỉnh tề trời ạ à, súng máy hạng nặng này ngay cả giặc cũng không nỡ dùng hắc hắc đại đội trưởng để cho chúng ta nhặt được đại tiện nghi nhìn những trang bị này trong ngũ hành hoàn toàn không có cái chính hình vẻ mặt cười ngây ngô hận không thể ông khẩu súng máy này hôn vài cái nhìn bộ dáng kinh hỷ quá độ của thuộc hạ tần phong cũng dở khóc dở cười hắn nói là chuyện gì năm trăm dặm kiên quyết muốn kéo hắn đến kho hàng xem thì ra là vì việc này nhìn ngươi chút tiền đồ này chút trang bị này liền thỏa mãn chúng ta có mười hai khẩu pháo cối thu lại cho ta vâng năm dặm ưỡng ngực đứng thẳng nhưng trên mặt vẫn không khống chế được ý cười đúng rồi tình hình thương vong của chúng ta thế nào báo cáo một chút thấy tần phong hỏi cái này ngũ hành lý nhất thời chính thần báo cáo đại đội trưởng lần này thương vong một chết ba bị thương nguyên nhân thương vong phần lớn đều là tiểu quỷ giả chết lúc này mới khiến các huynh đệ trở tay không kịp thấy thủ hạ thương vong không tính là quá lớn tần phong gật gật đầu nhưng nghe thấy nguyên nhân thương vong lại là bị tiểu quỷ tử giả chết đánh lén trong lòng tần phong lập tức mắng tên tiểu quỷ kia một lần đồng thời cũng quyết định đưa việc huấn luyện hàng ngày của các chiến sĩ lên nhật trình kế tiếp chúng ta mỗi ngày huấn luyện nhất định phải đuổi kịp tuyệt đối không thể lại phát sinh loại này không cần thiết thương vong vâng ngụy đại dũng bên cạnh nghe được rõ ràng tất cả trong lòng đã là kinh khởi vạn trường sống lớn nguyên bản hắn nghe Tần Phong là một vị đại đội trưởng. Liền theo bản năng cho rằng là một đại đội binh lực đến tấn công trại tù binh. Nhưng khi hắn quan sát số lượng chiến sĩ thu dọn chiến trường, cũng là vạn phần kinh ngạc phát hiện. Bọn họ mặc dù nói là một đại đội, nhưng nhân số lại chỉ có chừng 10 người. Mười mấy người liền dám tới đánh vạn gia lĩnh. Hôm nay không chỉ có bắt được, hơn nữa còn là lấy thương vong cực thấp bắt được. Thật không thể tin được hiện tại trong lòng hắn, càng ngày càng kiên định muốn đi theo Tần Phong đánh giặc. Có thể đi theo đội ngũ như vậy đánh giặc, ngày sau tuyệt đối có thể đánh ra một mảnh trò hay. Thái Nguyên Shinoyuka Nhất Nam đang ngồi ở trước mặt bạn Lê Hoa Mộc, trước mặt hắn đặt một chén trà xanh lượng lờ. Mà ngồi ở đối diện hắn, tự nhiên chính là tâm phúc của hắn Yamamoto Kazuki. Hai người đang ung dung thưởng thức trà. Lúc này, một sĩ quan phụ tá mang theo khung đen tròn kính bước nhanh tới. Tướng quân. Phía dưới có một bức điện tính. Đọc. Ha y. Phản điền liên đội tử thương thảm trọng trong trận chiến thương vân lĩnh. Theo thông tin được điều tra, đó là một trung đoàn mới có phiên hiệu bác lộ quân đã đột phá từ chính diện và đánh bại ba tuyến phong tỏa của liên đội Sakata. Bộ chỉ huy bị đạn pháo bắn trúng, chỉ có phản điền tính triết trốn thoát. Các tướng sĩ còn lại toàn quân bị tiêu diệt. Nói xong, tên sĩ quan phụ tá này đột nhiên cúi đầu. Bát giác. Một nam nhân Shinoyuka giận dữ đập bàn. Trà xanh trong nháy mắt bị chấn lật, nước trà chảy xuôi ra một mảnh. Kajua Shinoyuka lúc này cũng không có tâm trạng thưởng thức trà, cả người đứng lên. Không khí trong phòng nhất thời trở nên vô cùng áp lực. Rõ ràng Kajua Shinoyuka không nói một lời nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức sắp tới của mưa gió. Kazuki Shinoyuka chậm rãi bước vào phòng. Rất lâu sau đó một người đàn ông Shinoyuka mới trở lại vị trí ngồi xuống. Hãy để xin triết Sakata đến vạn gia lĩnh và chờ lệnh. Ha y. Sĩ quan phụ tá bên cạnh vội vàng đi xuống phát điện báo. Hu. Kazuki Shinoyuka hít một hơi thật sâu và tự rót cho mình một tách trà xin lỗi sơn bản quân, làm cho ngươi chê cười. Đối mặt với sự khách khí của một người đàn ông tên Shinoyuka, Yamamoto không dám nói lớn. Tướng quân Shinoyuka, có một câu nói thắng bại là chuyện thường của binh gia. Huống chi đây cũng không phải là vấn đề chỉ huy của ngài, mà là Sakata không thực hiện tốt kế hoạch của ngài. Yamamoto Kazuki vỗ mông ngựa khiến Shinoyuka trở nên thoải mái. May mà Yamamoto người chưa bao giờ làm ta thất vọng nhưng đúng lúc này một gã sĩ quan phụ tá khác lại vội vã và chạy vào báo cáo tướng quân Shinoyuka. báo cáo đại tá yamamoto phía dưới có một bức điện tính nói đi hai vạn gia lĩnh bị tập kích căn cứ vào điện báo vạn gia lĩnh truyền đến quân đội ta đóng ở vạn gia lĩnh bị tập kích bọn họ căn bản không ngăn cản được bao lâu đằng điền thiếu tá cùng hoành nguyên trung tá hai vị các hạ ngọc toái trung đội hoàng quân đóng quân ở đó toàn quân bị tiêu diệt nạp ni kazuki yamamoto vừa nghe điện báo của trại tù binh cả người lập tức đứng lên bát giác điều này sao có thể kazuki yamamoto nhìn viên sĩ quan phụ tá với vẻ mặt không dám tin bức điện tính này có thật hay không viên sĩ quan phụ tá bị yamamoto nhìn chằm chằm đến mức nói chuyện cũng không lưu loát báo báo cáo đại tá yamamoto phong điện báo này đúng là do trại tù binh vạn gia lĩnh phát tới hơn nữa theo thời gian mà xem toàn bộ trại tù binh đã hoàn toàn thất thủ bát giác rốt cuộc là ai làm ra là chi bộ đội nào điều tra rõ ràng chưa mồ hôi trên mặt sĩ quan phụ tá như hạt đậu rơi xuống hồi đại tá các hạ, trong điện báo không nói rõ là chi bộ đội nào. Đường bác cách nha. Yamamoto nổi giận. Đóng quân ở vạn gia lĩnh ước chừng có một trung đội, hơn nữa còn có một tiểu đội đặc chiến. Nhưng cái này cư nhiên sẽ bị địch nhân toàn diệt. Sĩ nhục nhất chính là, kết quả là, bọn họ ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 10 Để mắt tới dương thôn, quỳ cầu hoa tươi đánh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Theo dõi dương thôn Quỳ xuống cầu xin hoa tươi khen thưởng Yamamoto.kun Kajua Shinoyuka đột nhiên lên tiếng Sắc mặt của hắn có chút làm người ta đoán không ra mà Yamamoto Kazuki đang nổi nóng nghe thấy tướng quân mở miệng, vội vàng cúi đầu. Tướng quân bất giận. Là thuộc hạ lo lắng không chu toàn, mới dẫn đến vạn gia lĩnh thất bại. Xin tướng quân trách phạt. Thấy Yamamoto như vậy, Shinoyuka chậm rãi lắc đầu. Không phải lỗi của ngươi. Là những chi kia người quá mức giảo hoạt, có thể đem toàn bộ vạn gia lĩnh bắt được, chứng tỏ bọn họ ít nhất xuất động một lữ đoàn. Bất quá trước hết để cho những người kia đắc ý một hồi, kế hoạch hiện giờ của chúng ta quan trọng hơn. Ha i Kajua Shinoyuka rất hài lòng với thái độ này của Yamamoto. Hạ quốc có câu ngạn ngữ. Gọi là tác một cái cho quả táo ngọt. Hắn chính là muốn cho Yamamoto trong lòng tích góp một cổ khí. Đối với nhiệm vụ kế tiếp hắn mới có thể đem hết toàn lực. Kajuki Shinoyuka dừng lại một chút, sau đó lại mở miệng. Nếu vạn gia lĩnh đã thất thủ. Vậy thì bảo phản điền tính triết mang theo nhân mã còn lại đi Dương thôn, chờ mệnh lệnh. Ha Viên sĩ quan phụ tá bên cạnh vội vàng lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Kajua Shinoyuka và Kazuki Yamamoto. Yamamoto.kun, Shinoyuka Kajua nhìn Yamamoto với ý vị thăm trường. Tướng quân. Yamamoto vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói đế quốc bài trừ vô số tiền tại cho ngươi đi chiến xa quốc bồi dưỡng học tập vì chính là có thể tốt hơn vì đế quốc làm cống hiến yamamoto quân ngươi hẳn là biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này hai yamamoto cúi đầu đáp lại kazuki Shinoyuka chậm rãi bước tới trước tấm bản đồ giơ tay chỉ vào một nơi nào đó bởi vì thương vân lĩnh cùng vạn gia lĩnh thất bại kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm bạn biết đấy hành động lần này liên quan đến tình hình cả nước. Nhưng là cái này bác lộ nhưng là một viên u ác tính, cũng là hoành tại trước mặt chúng ta cực lớn trở ngại. Shinoyuka nhất nam dùng sức chỉ chỉ một khu vực. Tám lộ tồn tại, nghiêm trọng trở ngại đế quốc bố trí. Phải rút nó ra. Hành động lần này rất quan trọng, tuyệt đối không được để mất. Yamamoto quân, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho đế quốc thất vọng. Nghe vậy, Yamamoto lập tức trịnh trọng gật đầu. Ha y. Tướng quân. Ta nhất định sẽ không để cho đế quốc thất vọng. Trại tù binh vạn gia lĩnh. Tần phong lúc này đang kiểm duyệt tiểu đội đặc chủng mới tới trên giáo trường. Đại đội trưởng. Điện tính từ trụ sở. Một thông tín viên vội vàng chạy tới. Tần phong cũng không trả lời. Đọc. Vâng. Tổng bộ quân tấn tuy đang phát tín hiệu, hỏi thăm tình hình trung đoàn 39. Có cần trả lời hay không? Tần Phong nhíu mày, trực tiếp phủ quyết. Không cần để ý. Vâng. Hiện giờ, Tần Phong đã lựa chọn một mình phát triển. Như vậy về sau tự nhiên sẽ không liên quan đến quân Tấn Tuy. Nếu không cuốn quanh cuốn quanh, hỗn tạp không rõ. Chỉ sợ cuối cùng ngược lại là tự bê đá đập chân mình. Tần Phong tự nhiên là sẽ không phạm loại sai lầm nhỏ này nhưng đúng lúc này ngôn ngữ máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu cùng yamamoto đội đặc công sẽ ở ba ngày sau xuất hiện ở dương thôn đi trước ngăn chặn khi nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên tần phong nhất thời sửng sốt mục tiêu đây là ám chỉ sakata Nobutito. trong lòng tần phong nhất thời kinh hỷ vạn phần sakata cuối cùng cũng xuất hiện điều này cũng có nghĩa là Di 20 của mình cuối cùng cũng có tin tức. Bất quá theo đó, Tần Phong cũng hơi sửng sốt. Đội đặc công Yamamoto, Dương Thôn. Tần Phong đối với đoạn kịch bản này vô cùng quen thuộc lập tức hiểu được. Đây là đội đặc công Yamamoto sắp đánh lén Vịnh Đại Hạ. Mà tổng bộ bác lộ quân, chính là ngồi ở khu vực Vịnh Đại Hạ này. Đột nhiên, Tần Phong như là nghĩ tới cái gì? Quan sát viên đi xem dương thôn có hướng đi của bộ đội đồng minh hay không vâng một lát sau người quan sát trở lại với thông điệp đại đội trưởng phương hướng dương thôn tạm thời chưa thấy bất kỳ bộ đội quân bạn nào nghe nói như thế tần phong nhất thời nhíu mày yamamoto đánh lén vịnh đại hạ là sau khi đoàn độc lập đổi phòng mới hành động nhưng hiện tại đoàn độc lập còn chưa bắt đầu đổi phòng sao đội đặc công yamamoto lại bắt đầu hành động ánh mắt tần phong lóe lên bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng lẽ là bởi vì mình đánh xuống vạn gia lĩnh lúc này mới dẫn đến kế hoạch của giặc tiến hành trước thời hạn kỳ thật thời gian sớm cũng không quan trọng nhưng cứ tiếp tục như vậy đoàn độc lập không bị tập kích lý vân long chẳng phải là không ra khỏi xưởng được sao phải biết rằng lý vân long có thể một lần nữa nhậm chức hoàn toàn là bởi vì đoàn độc lập lọt vào đội đặc công yamamoto tập kích tổn thất thảm trọng nhưng lúc này đoạn độc lập còn chưa đổi phòng ngự đến dương thôn lý vân long cũng không có cơ hội đi ra tần phong nhíu mày trầm tư từ hắn xuyên qua tới nay tuy rằng đưa tới một ít biến hóa nhỏ bé nhưng chủ tuyến nội dung vở kịch lại không có thay đổi qua nhưng bây giờ ngay cả nội dung chính cũng phát sinh thay đổi chính mình con bướm này chỉ sợ đã kích động ra không nhỏ sóng gió a t nghĩ tới đây Tần Phong nhìn không được hít sâu một hơi. Nếu là dựa theo như vậy phát triển đi xuống, kia chuyện phía sau, chỉ sợ ai cũng không thể đoán trước. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Phong càng thêm ngưng trọng. Bất quá rất nhanh, hắn liền thoải mái. Sao cũng được. Lớn mạnh thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Chờ hắn bắt được cái kia 10 chiếc di 20, phóng nhãn toàn bộ tấn Tây Bắc, còn không phải đi ngang. Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Phong hiện lên một tia phong mang. Chỉ cần bắt được Dương Thôn, như vậy tương lai dù là có lớn hơn nửa bảo tát, hắn cũng không sợ. Nhiệm vụ kế tiếp, phải bắt lấy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.